10 cách hóa giải mâu thuẫn mối quan hệ nàng dâu và mẹ chồng. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Thưa quý vị, trong xã hội, mẹ chồng nàng dâu từ xưa vẫn bị xem là mối quan hệ phức tạp. Điều ấy xuất phát từ thực tế giữa mẹ chồng và nàng dâu thường xuất hiện các mâu thuẫn dẫn đến những xích mích bất hòa trong gia đình, khiến cho cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, dù các mối quan hệ trong gia đình Việt vẫn được xây dựng trên nền tảng truyền thống, nhưng đã có nhiều khác biệt. Nhìn chung, nàng dâu đã định vị được vai trò là một thành viên trong gia đình nhà chồng. Nàng dâu có quyền tham gia góp ý kiến, thậm chí là quyết định nhiều công việc liên quan đến gia đình nhà chồng. Cùng đó, trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã không còn ẩn chứa nhiều mâu thuẫn như xưa, nhưng cũng không phải là không có. Trong một cuộc mâu thuẫn, ai cũng có lý lẽ riêng, nhận định riêng của mình với một vấn đề nào đó. Tuy nhiên, đôi khi rơi vào trường hợp khó xử với mẹ chồng, con dâu lại đưa ra cách ứng xử không phù hợp, dẫn đến gia đình lục đục, trong ngoài chẳng êm ấm. Những lúc ấy, con dâu nên giải quyết thế nào đây? Đôi khi, chỉ vì một câu nói thôi cũng đủ khiến mối quan hệ của cả hai đi vào bế tắc, thậm chí bị phá hủy hoàn toàn. Hãy cùng theo dõi câu chuyện sau đây và cùng chiêm nghiệm quý vị nhé! Từ góc nhìn của mẹ chồng, con dâu nên siêng năng tiết kiệm tiền và biết dọn dẹp thu vén trong nhà cửa. Đó mới là chuẩn mực của người vợ tốt. Thế nhưng Hương lại không như vậy. Cô kinh doanh tự do, bán hàng qua mạng ngay tại nhà, nên thời gian làm việc khá thoải mái. Cô thức dậy vào 9 giờ sáng và đi ngủ lúc 1-2 giờ sáng để chốt đơn đóng hàng. Mẹ chồng Hương rất có ý kiến về điều này. Bà cho rằng con dâu tốt phải dậy lúc 5-6 giờ sáng và nấu nướng cho cả nhà. Thế nhưng Hương lại không như thế. Cô kiếm tiền rất khá và chỉ muốn dậy muộn vì công việc, đói thì gọi đồ ăn ngoài. Thường khi Hương ngủ dậy, mẹ chồng và chồng đã ăn sáng nên cô gọi cho một mình. Thường thì Hương cũng có nấu cơm tối cho cả nhà, thế nhưng mẹ chồng cô vẫn chẳng thể hài lòng nổi với cô con dâu khác biệt như thế. Có một nàng dâu với lịch sinh hoạt ngược đời cùng cách sống khác xa tưởng tượng, mẹ chồng Hương khổ tâm lắm. Bà đi than vãn với bạn bè về chuyện sao dâu nhà người ta tốt mà rơi vào nhà mình lại quá tệ. Bạn bè mẹ chồng khuyên rằng nên chỉnh Hương khi còn chưa có cháu chắt gì. Mẹ chồng nên răn đe Hương để con cái đi vào khuôn khổ. Bà nghe xong nên cũng về nhà muốn dạy lại con dâu. Đầu tiên, bà yêu cầu con dâu không được thức dậy muộn nữa. Đêm hôm 10 giờ đi ngủ, sáng 6 giờ dậy cho giống con nhà người ta. Nhưng Hương không đồng ý. Cô từ chối luôn với lý lẽ hiện tại việc kiếm tiền quan trọng, đóng hàng không kịp sẽ bị trừ thứ hạng, mất danh hiệu của shop. Lần đầu tiên góp ý thẳng thắn bị con dâu phản đối, mẹ chồng Hương vẫn không từ bỏ ý định nắn gân. Một buổi sáng, bà đợi sẵn ở nhà chờ Hương thức dậy. Cô đói bụng thì sẽ gọi đồ ăn ngoài để chuẩn bị cho các nhân viên giao hàng đến nhận đồ. Lúc Hương đang định đặt hàng, mẹ chồng xuất hiện luôn và to tiếng nói rằng những đồ ăn nhanh đó rất có hại cho sức khỏe. Nói một hồi, bà lái sang chuyện tiền kiếm được chẳng bao nhiêu, nhưng Hương tiêu xài quá nhiều. Nếu cứ như thế thì chẳng bao giờ hai vợ chồng có tiền tiết kiệm. Rồi đến lúc có việc, nghèo đói, làm ăn không thành thì đừng có vác mặt về nhờ cậy mẹ chồng giúp đỡ. Bà nói nhiều, nhiều lắm. Hương cáu kỉnh bật lại. Con ăn của con, tiêu tiền của con, việc này đâu có liên quan gì đến mẹ. Mẹ chồng Hương cũng không vừa,
bực tức vì con dâu gay gắt nên nói luôn. Không liên quan đến tôi à? Cô là con dâu của gia đình này, là vợ của con trai tôi. Nó đã liên quan đến tôi rồi. Tiền cô kiếm được bây giờ là để chi cho gia đình con trai tôi, cho cháu trai tôi sau này. Tôi là người đi trước, từng bóp mồm bóp miệng chỉ để lo cho con trai. Bây giờ nhắc nhở vài câu mà cô đã như vậy à? Mẹ chồng nói chưa xong, Hương đã chạy lên nhà đóng sập cửa. Sau đó cô cũng suy nghĩ và cảm thấy bản thân sai lầm, nhưng chẳng biết nên giải quyết ra sao. Hương băn khoăn chuyện với mẹ chồng suốt 2 ngày trời. Cuối cùng cô không chịu nổi nữa và đến tìm một người bạn là chuyên gia tâm lý để tâm sự. Suốt 2 ngày gia đình Hương u ám nặng nề. Mẹ chồng chẳng thèm nói chuyện với vợ chồng cô. Bà đi xa đi vào như một cái bóng, chẳng quan tâm ai nói gì, làm gì. Hương hiểu rằng những lời cô nói đã thật sự động chạm đến mẹ chồng, nhưng rõ ràng cô cũng có cái lý của riêng mình. Hương vô cùng đau khổ, cô không muốn khiến tình cảm hai bên dứt mẻ, bởi thật sự mẹ chồng đối với cô không tệ. Hương đi gặp bạn mình là bác sĩ tâm lý, đồng thời cũng là người có quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất tuyệt. Khi nghe xong câu chuyện, người bạn này mỉm cười và đưa ra cho Hương những lời khuyên. Trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu, ai cũng có những góc nhìn riêng của mình để nhìn nhận về một vấn đề. Có thể cả hai người không sai, nhưng họ không hiểu nhau thôi. Ai cũng nghĩ vấn đề trên góc độ của riêng mình, không xem xét với tư cách của đối phương nên mới xảy đến mâu thuẫn. Trong một gia đình, mẹ chồng nàng dâu có mâu thuẫn hay tranh cãi cần nắm rõ những cách giải quyết sau. 1. Đặt sự tôn trọng lên hàng đầu. Muốn người khác tôn trọng mình, trước tiên phải tôn trọng họ. Mẹ chồng và nàng dâu cũng không được ngoại lệ. Sự tôn trọng không chỉ là cách bạn thể hiện tình cảm của con dâu với mẹ chồng, mà cũng là cách giữ không khí gia đình được êm ấm. 2. Biết nói lời xin lỗi. Cả mẹ chồng lẫn nàng dâu nên biết cách nói lời xin lỗi với nhau, cho dù trước đó lỡ lời thế nào. Lời xin lỗi là bước khởi đầu để giải quyết một mâu thuẫn. 3. Dành thời gian tìm hiểu ngọn nguồn của sự khó chịu. Hãy cố gắng nói chuyện để tìm hiểu vấn đề giữa cả hai. Con dâu cũng nên tâm sự về chính mình, cũng như những suy nghĩ, tâm tư của mình. Đồng thời cô cũng phải hỏi han xem những suy nghĩ của mẹ chồng thế nào. Dần dần cả hai thấu hiểu nhau hơn thì mới có cách tháo gỡ khúc mắc. 4. Hãy là chính mình. Sự tôn trọng được thể hiện ra không có nghĩa rằng bạn phải đóng vai một nàng dâu hiền thảo giả vờ, luôn một dạ hai vâng với mẹ chồng mà lòng không vui. Thực tế, nếu cứ mãi như vậy thì bạn càng ngày càng cảm thấy chật chội, khó chịu và dẫn đến sự bùng nổ mâu thuẫn trong gia đình. Trên hết, hãy cứ là chính mình và để mẹ chồng nhìn thấy những khiếm khuyết của chính bản thân. Bởi nếu bạn không để cho người khác thấy những điểm sai của mình, làm sao bạn có thể sửa đổi? Mâu thuẫn trong gia đình chẳng bao giờ là dễ chịu. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu lại càng khó khăn hơn. Bởi vậy, mọi người hãy thật sự bình tĩnh, tìm ra ngọn nguồn của vấn đề và giải quyết thật nhẹ nhàng nhé. Quý vị thân mến, dẫu biết rằng mẹ chồng nàng dâu là câu chuyện muôn thuở, kể mãi cũng không hết. Thế nhưng cũng có rất nhiều trường hợp chỉ cần cách cư xử của mỗi người khéo léo, nhã nhặn một chút thì có thể mọi chuyện đã khác. Gia đình êm ấm, các mối quan hệ gắn bó, đồng cảm hơn. Cụ thể như trường hợp sau đây về cách hóa giải lời nguyền mẹ chồng nàng dâu. Linh về làm dâu nhà Hoàng khi bố mẹ anh đang ly thân. Mẹ chồng cô bị lãnh cảm, còn bố chồng đến tuổi già bắt đầu hồi xuân và chạy theo một cô sinh viên do ông từng hướng dẫn làm luận văn. Cô này chỉ hơn Linh vài tuổi.
Linh Thanh Xuân Hà Nội là con gái tuổi gà, vốn nổi tiếng đảm đang. Ngay từ khi Hoàng dẫn về ra mắt gia đình, cô đã được lòng bố mẹ và hai cậu em của anh. Bố mẹ Hoàng sinh được ba con trai nên gặp Linh, mẹ Hoàng rất vui. Bà coi cô như con gái, thích tâm sự những câu chuyện của phụ nữ cho con dâu nghe. Qua các câu chuyện của mẹ Hoàng, Linh hiểu rằng bà vẫn còn rất yêu chồng. Tuy nhiên, giữa hai ông bà có một sự lệch pha trong đời sống chăn gối. Mẹ chồng cô vì quá mệt mỏi với việc ở cơ quan, về nhà lại tất bật cơm nước phục vụ chồng và ba ông con trai, nên không hào hứng với chuyện quan hệ. Với bà, hạnh phúc chỉ đơn giản là được ông chồng ngủ. Nhưng bố Hoàng thì không thế. Là một giảng viên đại học tiếp xúc nhiều với giới trẻ, tâm hồn ông cực kỳ trẻ trung. Ông cũng có nhu cầu rất cao trong chuyện phòng the. Bà vợ già ở nhà không đáp ứng được, ông chạy theo một cô sinh viên trẻ. Linh nhiều lần giấu Hoàng tìm đến căn hộ nơi bố chồng và bồ trẻ đang ở để thuyết phục ông trở về với mẹ. Cô cũng giải thích cho mẹ chồng hiểu chuyện ông chạy theo cô gái kia không hẳn vì tình yêu mà chủ yếu muốn chứng tỏ sự trẻ trung, trai tráng của mình. Đó là nhu cầu của đàn ông. Được con dâu nhiệt tình công tác tư tưởng, hai ông bà đã quay trở lại với nhau. Cô sinh viên kia trước khi từ bỏ bố Hoàng đã gặp Linh mắng mỏ cô bằng những lời lẽ rất trợ búa. Nhưng cô đáp lại với thái độ vô cùng nhã nhặn. Một thời gian sau, cô bồ này gặp một anh chàng người Australia, kết hôn và ra nước ngoài định cư. Ngày cô ta xuất ngoại, Linh thấy nhẹ cả lòng, còn Hoàng giờ nhìn cảnh hai bố mẹ già vui vẻ bên nhau, anh không khỏi cảm ơn vợ. Linh cười, mình hàn gắn cho bố mẹ chồng để giờ hai ông bà tự chăm sóc nhau, con cái đỡ vất vả. Nếu bà cứ thui thủi một mình hay một mai cô bồ kia bỏ rơi ông, chắc vợ chồng mình cũng là người nặng gánh nhất. Cũng là một cô dâu cả trong gia đình, chị Hiền Đống Đa Hà Nội chăm sóc bố chồng ốm liệt giường với suy nghĩ đơn giản, đó là nghĩa vụ của một người dâu trưởng. Ngày bố chồng bất ngờ bị tai biến, anh bảo chồng chị đang làm luận án tiến sĩ ở Pháp, còn bản thân chị cũng đang chuẩn bị bảo vệ luận văn cao học. Nhà chồng có ba anh em, anh bảo là con cả, dưới anh còn một cậu em trai và một cô em gái. Cả hai đều đã lập gia đình, vợ chồng chị Hiền là viên chức trong Viện Nghiên cứu Kinh tế Bình thường. Vợ chồng người em trai làm cho công ty nước ngoài, mức lương cao hàng nghìn đô la, đi làm vất vả hơn nên được bố chồng thương hơn. Cô em út lấy chồng vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, một năm ra Bắc vài lần. Mẹ chồng mất sớm, bố chồng chị ban đầu ở với vợ chồng cậu em thứ. Ông bất ngờ ốm, vợ chồng cậu em chăm được một tháng thì chuyển sang cho chị Hiền. Ông bị tai biến nằm liệt giường, đi vệ sinh ngay tại chỗ. Dù có thuê thêm một người giúp việc, nhưng chị Hiền cũng không yên tâm, nhiều việc vẫn tự tay làm. Chị kể, ban đầu làm vì trách nhiệm, nhưng không ngờ sau này lại trở nên thân thiết với bố chồng. Sau khi ông cụ đã nhúc nhắc đi lại được, chị Hiền tìm cách mai mối cho ông một người quen lỡ thì ở dưới quê. Anh bảo vốn ra trường không đồng ý để bố đi bước nữa. Chị phải thuyết phục mãi rằng con chăm cha không bằng bà chăm ông. Anh mới đồng ý. Bây giờ ông cụ đã đi lại được, sống riêng cùng bà vợ hai. Ông cụ thống kê tài sản, chia cho các con, trong đó chia cho vợ chồng anh Bảo, chị Hiền một cái nhà to nhất. Chị Phương đền lừ Hoàng Mai Hà Nội, ngày mới về nhà chồng không hề được lòng mẹ chồng. Mẹ chồng chị thậm chí còn mát mẻ. Số cái Phương sướng thật, lấy thằng Mạnh tự nhiên có hộ khẩu Hà Nội. Một buổi chiều, như các ông bà già khác trong tổ dân phố, bà đi bộ để rèn luyện sức khỏe,
thì bị một thanh niên say rượu lái xe máy đâm phải. Bà bị gãy chân, phải bó bột. Suốt thời gian bà nằm viện và phải chống nạng đó, chị Phương là người duy nhất chăm sóc bà, đưa đón bà đến bệnh viện, lo thuốc thang cho bà. Anh Mạnh khi đó đang đi công tác biệt phái tại Lào. Anh còn một người chị gái, lúc này cũng đang trong thời gian ở cữ vì sinh đứa con thứ hai. Nhờ được con dâu chăm sóc chu đáo mà mẹ chồng chị Phương hồi phục khá nhanh. Trước đây, chị và mẹ chồng ít khi nói chuyện với nhau. Nhưng sau thời gian chăm sóc bà, chị Phương hiểu ra bà thực sự cũng không đến nỗi quá khắc nghiệt với con dâu. Bà bị cái suy nghĩ con gái Nam Định sắc sảo in vào đầu nên cứ sợ Phương bắt nạt cậu con trai vốn nổi tiếng hiền lành từ bé của bà. Phương kể, mình cũng chẳng đòi hỏi sau đợt ốm đó bà thay đổi thái độ với mình. Chỉ nghĩ đơn giản nghĩa vụ làm dâu thì phải chăm sóc mẹ chồng thôi. Lúc đó nhà có ai đâu, mình là người duy nhất bà có thể nương tựa được. Nhưng chị không ngờ sau đợt mẹ chồng gãy chân, dâu và bà lại trở nên thân thiết, thậm chí chị trở thành người bạn tâm sự của mẹ chồng. Mẹ chồng thì nói đùa, phải cảm ơn anh lái xe say rượu đó, nhờ thế mà tôi biết được con dâu đảm đang như thế nào. Còn anh Mạnh nói, thực ra tôi mới là người hạnh phúc nhất, ngày trước mỗi lần nghe mẹ chê vợ hay vợ chê mẹ mà đau hết cả đầu, nhưng chẳng dám kể cho ai. Quý vị thân mến, các bà mẹ chồng luôn được miêu tả là người độc đoán, thích can thiệp vào chuyện riêng của con cái, hay thậm chí rất ác độc, nhưng sự thật có phải luôn như vậy? Một cuộc phỏng vấn với các bà mẹ chồng đã được tiến hành nhằm tìm hiểu những thông điệp mà họ muốn gửi đến con dâu. Các nàng dâu hãy cùng tìm hiểu xem mẹ chồng đang nghĩ gì và mong muốn gì để từ đó cải thiện mối quan hệ này. Đây là cách giúp nàng dâu hiểu tâm lý mẹ chồng của mình hơn, từ đó gắn kết các mối quan hệ trong gia đình. 1. Đừng đẩy mẹ sang một bên. Các bà mẹ chồng thường bị mang tiếng xấu là hay can thiệp và xâm phạm vào sự riêng tư của con cái. Tuy nhiên, ngay cả bà mẹ chồng không thường xuyên đến chơi với con cái hoặc không bao giờ chỉ trích cách con cái nuôi nấng, dạy dỗ các cháu, cũng thường cảm thấy sự chia rẽ bất công với gia đình con cái. Mẹ biết con muốn làm mọi thứ khác so với những gì mẹ đã làm, nhưng đừng lấy đó là lý do để né tránh mẹ. Mẹ có thể có chút kinh nghiệm nhất định và quý giá để chia sẻ với con. Một bà mẹ chồng chia sẻ khi được hỏi về thông điệp mà bà muốn gửi đến con dâu. Chính vì thế, các nàng dâu thi thoảng hãy hỏi xin lời khuyên và sự tư vấn của mẹ chồng về việc chăm sóc con cái, công việc, cuộc sống gia đình hay bất kỳ chủ đề nào mà bạn thấy thoải mái và sẵn sàng chia sẻ. Mẹ chồng sẽ cảm ơn bạn vì điều đó và thậm chí có thể trở nên ít tò mò hơn. 2. Đừng lôi mẹ vào giữa. Bạn mâu thuẫn với chồng, lôi kéo mẹ chồng vào cuộc chiến hoàn toàn không phải là ý tưởng hay. Đây chính là chia sẻ của nhiều bà mẹ chồng từng được con dâu hỏi xin ý kiến khi tranh cãi với chồng và rồi lại dùng lời khuyên đó cho cuộc tranh cãi sau đấy như: chính mẹ anh đã đồng ý với em là anh nên tìm một công việc tốt hơn. Thay vào đó, các nàng dâu hãy thẳng thắn với mẹ chồng và tranh thủ sự hỗ trợ của bà với những ý định hoàn toàn trung thực. Mẹ sẽ luôn nói cho con biết mẹ nghĩ gì khi con hỏi, nhưng hãy cho mẹ biết rõ bối cảnh, hãy cho mẹ biết con và chồng con bất đồng ở điểm gì và con muốn mẹ chia sẻ ý kiến đối với việc gì. Một bà mẹ chồng chia sẻ. 3. Chúng ta cần có thời gian. Đừng hy vọng bạn sẽ thích mẹ chồng ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên. Bạn hẳn sẽ cần khoảng thời gian nhất định để xây dựng và phát triển mối quan hệ với mẹ chồng. May mắn là tôi thấy rất yêu quý con dâu.
Tuy nhiên, nếu mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không được tốt đẹp như hai bên mong muốn, thì tôi muốn con dâu biết rằng mối quan hệ của chúng tôi cần không gian và thời gian. Một bà mẹ chồng chia sẻ, không chỉ bạn mà mẹ chồng cũng cần thời gian để chấp nhận rằng bạn là người phụ nữ mà con trai bà đã lựa chọn. 4. Đừng coi mẹ như một mối đe dọa. Những bà mẹ có mối quan hệ đặc biệt gần gũi với con trai thường nhận thấy con dâu coi mối quan hệ đó như một mối đe dọa. Đơn giản là họ ghen tị với mối quan hệ ấy và cố gắng để chia sẻ sự thân thiết giữa chồng và mẹ chồng. Mẹ mong rằng con không cảm thấy khó chịu về mối quan hệ giữa mẹ và chồng con. Một bà mẹ chồng chia sẻ, mẹ không muốn xen vào cuộc hôn nhân của con, nhưng mẹ cũng không muốn mất đi mối quan hệ giữa mẹ và con trai. Mẹ không biết liệu con có cảm thấy bất an hay ghen tị không, nhưng mẹ muốn con biết rằng mẹ không phải là một mối đe dọa. Con không có gì phải sợ hãi hay lo lắng về mẹ. Chính vì thế, các nàng dâu hãy cố gắng coi mối quan hệ gắn bó giữa chồng và mẹ chồng là điều tích cực. Suy cho cùng thì điều đó cho thấy chồng bạn tôn trọng phụ nữ. 5. Đừng đối xử với mẹ như con nít. Mẹ chồng không khác biệt so với những người khác. Họ thích được khen ngợi, song họ có thể nhìn thấy ngay nếu bạn nỗ lực để nói những gì họ muốn nghe. Chính vì thế, đừng đối xử theo kiểu chiếu cố với họ. Nếu mẹ đã lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi toàn gia đình và những gì mẹ đang làm không phải là sở thích của con, thì hãy nói cho mẹ biết, hãy trung thực và đừng ngại tranh luận với mẹ. Một bà mẹ chồng chia sẻ, tất nhiên, tỏ ra tôn trọng là điều cần thiết và hãy lưu ý rằng tranh luận với mẹ chồng tốt hơn là coi bà như đứa trẻ. 6. Hãy cho mẹ biết mẹ đã làm tốt việc nuôi dạy con trai mình. Nếu bạn chưa có con thì khó có thể hiểu được điều này. Các bà mẹ thường rất băn khoăn về việc liệu họ có nuôi dưỡng con cái mình trở thành người tốt hay không. Và phần lớn bà mẹ chồng rất vui mừng, hãnh diện khi biết rằng những nỗ lực của họ đã được đền đáp. Mẹ đã làm việc chăm chỉ và vất vả để nuôi dưỡng một người đàn ông tốt. Biết rằng con đánh giá cao và trân trọng điều đó giúp cho mối quan hệ mẹ con ta phát triển tốt đẹp hơn. Một bà mẹ chồng chia sẻ. 7. Đừng hy vọng con trai mẹ là tất cả đối với con. Người mẹ càng mong muốn con mình trở thành siêu nhân bao nhiêu thì bà càng không muốn bạn phụ thuộc hoàn toàn vào con trai bà bấy nhiêu. Một điều mà các bà mẹ chồng tương lai có kinh nghiệm chia sẻ đó là đừng đánh mất những người bạn gái của con, những mối quan tâm của con, các sở thích của con và công việc của con. Bạn càng hạnh phúc và vui vẻ thì càng ít áp lực dồn lên vai bạn đời và cuộc hôn nhân của bạn. 8. Mẹ cũng nghĩ cho con. Bạn có thể nghĩ rằng các bà mẹ chồng luôn đứng về phía con trai, nhưng bạn có tin không, họ cũng nghĩ cho bạn và không bao giờ muốn thấy người đàn ông họ nuôi dưỡng lại đối xử bất công với bạn. Đừng để chồng luôn bảo con phải làm cái này, cái nọ. Một bà mẹ chồng chia sẻ, nếu con không cẩn thận, chồng sẽ lấn át và áp đặt đối với con. 9. Hãy cân bằng mọi chuyện liên quan đến con cái. Hẳn bạn hiểu rõ rằng mẹ chồng có rất nhiều điều để nói về việc bạn nuôi dạy con cái. Và trong một số tình huống thì sự chia sẻ kinh nghiệm của họ có thể rơi vào hình thức can thiệp hoặc hoàn toàn vô dụng hoặc lỗi thời. Nhưng bạn cũng không nên bỏ qua tất cả kinh nghiệm mà mẹ chồng chia sẻ. Ví dụ, một bà mẹ chồng gợi ý rằng con dâu nên cân đối giữa những lời khen ngợi và khiển trách dành cho con cái mình. Vào thời điểm cuối ngày, con hãy xem lại mình đã nói bao nhiêu lời khen ngợi và bao nhiêu lời khiển trách. Nếu hai phía chưa cân bằng nhau thì hãy cố gắng hơn vào ngày hôm sau. Ngoài ra, cũng đừng quên bản thân vì con cái.
một bà mẹ chồng khuyên con dâu nên thuê cô giúp việc chăm con một ngày mỗi tuần, hoặc ít nhất sau khi đưa con cái đi ngủ, hãy quay trở lại cùng chồng và hai người có thể uống ly rượu vang hay trò chuyện với nhau. Đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc hôn nhân của bạn chỉ có thể chờ đến khi con cái hoàn toàn lớn khôn. 10. Giữ kín cuộc sống riêng tư. Bạn thân thiết với mẹ chồng đến mức hai người làm bạn bè của nhau trên Facebook. Điều đó thật tuyệt vời, nhưng cũng cần lưu ý là phải tôn trọng các ranh giới. Mẹ chồng thực sự rất muốn biết rằng bạn vui vẻ, yêu quý gia đình của mình. Bạn có những cô bạn gái tốt và luôn muốn tụ tập với họ hết lần này đến lần khác. Nhưng các bà mẹ chồng không muốn biết điều gì. Những thông tin quá chi tiết và bê bết về các sự kiện bạn tham gia. Làm ơn đừng đăng những bức ảnh say xỉn lên Facebook để mọi người đều thấy. Có những điều mà bà mẹ chồng không nên biết. Ngoài ra, cũng không nên chút tâm sự về hôn nhân của bạn lên Facebook. Tất cả điều này chỉ có một tác dụng duy nhất là khiến mẹ chồng của bạn lo lắng mà thôi. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Lối về. Lối rẽ vào nhà chị Nhạn phải băng qua một con hẻm nhỏ mọc đầy dứa dại và những cây dới quả vàng giống như những hạt ngô, thêm một khúc quanh dâm bột là đến. Chị đang ngồi trước sân trẻ củi, thấy tôi, chị cười nước mắt chảy vòng quanh. Chị ôm lấy tôi, bỉn rỉn khóc. Cậu à, chị không đi ở với cậu đâu. Ngoài ấy xa làng xa xóm, chị không chịu được. Vâng. Tôi sụt sịt khóc, đưa tay áo quệt ngang mắt rồi cười. Có ai bắt chị đi đâu, chẳng lẽ em về là chỉ có mỗi việc ấy. Nghe tôi nói vậy, chị Nhạn hoạt bát hẳn lên. Chị lăng xăng tìm ghế cho tôi ngồi, rót nước chè cho tôi uống, rồi ngồi lại bên bậc tam cấp cùng nói chuyện. Tôi xích ghế ngồi lại gần chị để chị bắt chứng tóc. Tay chị đưa nhẹ trên đầu tôi. Sao tóc cậu bạc sớm thế? Sớm gì nữa chị, em cũng đã ngoài 50 tuổi rồi mà. Lối rẽ vào nhà chị Nhạn phải băng qua một con hẻm nhỏ mọc đầy dứa dại và những cây dới quả vàng giống như những hạt ngô. Chị Nhàn không nói gì, chỉ thở dài. Mới đó mà đã hơn 40 năm qua rồi. Nhanh thật, nhanh như cơn gió nồm nam ngoài kia đang rào rạt thổi trên những bè lá dừa to trước ngõ. Ngày ấy đến giờ, cây dừa có thay đổi gì đâu. Vẫn thế, mỗi năm một lần quả bói, trái nhỏ, nhưng thơm và ngọt nhất trong vườn. Còn nhớ ngày trước mẹ tôi vắng nhà thường xuyên, mọi việc trông nom tôi mẹ giao hết cho chị Nhạn. Chị Nhạn gọi mẹ tôi bằng gì, cả nhà chị Nhạn đều chết bom cả. Hôm ấy bom nổ đúng giữa nhà khi cả gia đình đang ăn cơm. Bố mẹ chị chưa kịp bưng bát, cơm văng lên mái nhà bếp và những mảnh áo bay lả tả. Chị đứng ở chuồng bò, chết đứng, chân chối, cho đến khi mẹ kéo đi, chị mới bàng hoàng khóc thét lên rồi ngất lịm. Mẹ đưa chị về sống với gia đình tôi rồi quen. Chiến tranh mà, nay còn mai mất. Khi mẹ tôi phải đi làm nhiệm vụ mới, việc chăm sóc tôi hoàn toàn một tay chị làm. Làng tôi nào có ai, thanh niên đi bộ đội cả, anh Hường cũng mấy lần sắm nắm ra đi. Nhưng tình cảnh mẹ già neo đơn như thể anh đi không đành. Mẹ đẻ đã đành, bà cụ lại là mẹ nuôi ơn sâu như biển. Anh bỏ đi không đành nên nán lại ít lâu. Dẫu trong bụng nóng như lửa đốt, chỉ muốn đi bộ đội cho bằng bè bằng bạn. Hồi ấy, cả làng tôi biết chỉ thương anh Hường. Nhà anh nghèo lắm, nghèo đến nỗi không có lấy bữa cơm nào nguyên vẹn, huống hồ nói đến đủ no. Mẹ anh ốm đau quanh năm, mỗi lần sang thăm bà, nhìn cảnh ấy, chị Nhạn cũng đều lén lau nước mắt. Chị muốn về làm dâu nhà anh,
muốn làm lụng sắm cho được bộ bát tươm tất và thuốc thang cho mẹ anh. Nhưng anh Hường không nói, chị cũng đành im lặng. Đêm đêm hai người đi gánh nước ở giếng làng, gặp nhau đấy mà cũng chỉ ề à xã giao, rồi ai đi đường nấy. Gánh nước chịu nặng lại càng nặng thêm. Rồi cũng đến lúc anh Hường đi, chị Nhàn đưa anh hết cả một quãng đồng mà không nói được lời nào. Chị dứ dứ vào tay anh chiếc khăn tay theo hai chữ hờ nở. Theo hoa nở xòe như con bướm màu đỏ đang bay rực rỡ. Cả đời anh Hường chưa bao giờ được thấy chiếc khăn nào đẹp đến thế. Nhưng cái màu đỏ thì quen thuộc lắm. Nó thắm như màu hoa gạo đầu làng vào những độ tháng 3 vậy. Anh nhìn theo dáng chị tấp tễnh chạy trên bờ đê mấp mô mà miệng ứ lại không nói được. Từ hôm anh Hường đi, chị Nhàn xin với mẹ anh chặt đi hàng rào dơm bụt chia giữa hai vườn cho thoáng. Bà cụ đã đi lại được, cọm nọm ôm dơm vàng trải lên giàn mướp đang độ nở hoa. Tôi theo sau bà như một con mèo nhỏ. Bà là một cây đại thụ đã trải qua không biết bao nhiêu giông bão với hàng núi những kinh nghiệm thời chiến mà đến cả chị Nhạn nhiều khi cũng phải bật cười. Bà che cho những nụ hoa mướp vàng để tránh máy bay địch. Theo bà, chỗ nào có hoa trái, ắt hẳn chỗ ấy có người ở. Thực ra, tôi không tán thành cách đó lắm. Ngoài đồng, lúa vẫn xanh gì thì làm sao mà bọn Mỹ lại không biết được. Nhưng đi theo bà, tôi có thể tìm thấy cả những cụ chuồn chuồn ngủ quên trên những cọng rơm khô, hay những anh rắn mối béo mẫm ngơ ngác trên giàn đầy rơm mà cứ ngỡ tơ hồng ai vừa hong trong nắng. Chị Nhàn ở nhà vào du kích, ngày ngày chị đi làm đồng, đến đêm tham gia lớp bình dân học vụ. Chị học cùng chương trình với tôi. Chị chăm học lắm, cứ hễ đâu có chữ là dẫu đang làm gì chị cũng dừng lại để dịch và đọc cho bằng được. Chị bảo chị muốn học để sau này tự tay viết được thư gửi cho anh Hường. Nhưng lá thư viết chưa kịp gửi đi thì chị Nhạn nhận được tin anh Hường hy sinh. Chị không khóc, đêm đêm chị tất tả gánh nước đổ vào đầy hai bể cạn trước sân nhà. Chị đi như chạy, hai ống quần ướt quần vào nhau làm chị suýt ngã. Tôi tất tả chạy sau liền bị chị mắng. Chưa bao giờ chị đuổi tôi đi, ngồi học bài mà không vào một chữ. Ngọn đèn nhỏ ám khói đen quạch. Sau đợt đó, mẹ tôi ghé về có ý định đón tôi đi với mẹ để tiện đi học. Chị Nhạn ngồi bệt xuống sân, nhìn chân chân vào cây dừa như hồi bố mẹ chị mất. Mẹ tôi không nói gì, ôm cứng lấy chị. Chị không ôm, chị ngồi thế cho hết đêm. Tôi biết có một điều hệ trọng sắp sửa xảy ra. Gần sáng, chị với tay ôm tôi vào lòng, nước mắt chị ướt cả mặt tôi kèm nhem. Cuốn này, em đi theo mẹ nhé. Không, tôi hét lên, em không đi đâu hết. Lên cùng mẹ an toàn hơn và em sẽ được học hành. Tiếng chị Nhạn chới với đuổi theo khi tôi bỏ chạy lên đồi. Tôi trốn tiệt để mẹ không tìm được mà vội vàng trở về đơn vị cho kịp chuyến công tác mới. Mẹ tôi đã đi từ sáng sớm, mẹ đi không kịp chào tôi. Tôi khóc một mình mà không hề hay biết rằng đó là lần cuối cùng tôi gặp mẹ. Trên đường đi công tác, mẹ tôi hy sinh. Sau này khi tôi lớn lên rồi đi học, khi mẹ được truy điệu liệt sĩ, tôi mới biết lý do mẹ không về thăm tôi những năm sau này. Năm tôi 17 tuổi, tôi đi học xa nhà. Nhưng ngày tháng học hành ngốn gần hết quỹ thời gian của tôi. Chỉ thỉnh thoảng tôi về thăm chị, thấy chị vẫn lẻ bóng mới giật mình nhận ra. Chị tôi đã trở thành một người quá lứa lỡ thì. Nỗi niềm đó khiến tôi bứt rứt. Chị lấy chồng đi. Cậu không còn cần chị nữa. Câu nói của chị làm tôi bàng hoàng.
Tôi cố thanh minh rằng đó chỉ là vì tôi thương chị. Tôi không muốn chị một mình, cả đời chị đã hy sinh cho tôi mà không hề nghĩ đến việc riêng của chị làm tôi áy náy. Chị không nói không rằng bò lên giường nằm, căn nhà rộng rênh, bóng tối thu lại đáng sợ. Tôi không nói lại chuyện ấy thêm một lần nào nữa. Chị Nhạn cũng thôi không giận tôi. Tôi đi học xa nhà, thỉnh thoảng mới tạt về thăm chị. Chị trông chậm đi, bàn tay khô, gầy nhằng, vẫn chặt dừa, khâu áo cho tôi và kể chuyện cho tôi nghe những ngày tôi đi vắng. Tôi làm việc ở phố, công việc bộn bề, lại ít có thời gian về quê. Tôi muốn đưa chị đi. Gọi mãi, bàn mãi, chị cũng chỉ ậm ừ. Lần này tôi về thật, chị thấy tôi kiên quyết cũng sợ làm tôi phật lòng. Cậu giận à? Chị vừa đưa tóc sâu cho tôi. Thực lòng chị biết cậu lo cho chị, nhưng nhà mình chị quen rồi, chị ở đây thôi, còn Hương Hòa bố mẹ, cậu gì và còn anh Hường nữa, chị đi không đặng. Vâng, tôi rơm rớm nước mắt. Em thật đáng trách. Không, chị lo cho cậu, mãi mãi lo cho cậu. Còn chị ở đây, chị còn đỡ đần việc Hương Hòa ông bà. Sau chị già, cậu già, một mình cậu, chị yên lòng sao được? Chị Nhạn nói rồi lại giấm dứt khóc, ôm tôi vào lòng. Tôi xà vào lòng chị nhổ tóc sâu cho tôi nhẹ nhàng. Tay chị chậm chạp len vào tóc tôi nhẹ nhõm. Thật lòng, tôi muốn chị đi cùng tôi ra phố. Nhưng khi thấy chị ngồi nơi góc sân nhà, đã nghĩ đến lòng thật không đành mà bắt chị phải dứt đi chút nương náu yên ổn cuối cùng của chị. Cũng đành, tôi biết còn chị là tôi vẫn còn quê hương, vẫn còn nơi chốn để neo về. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Bốn điều nhất định phải giấu kín với con cái khi về già. Quý vị thân mến, người xưa nói, lời nói ra như bát nước đổ đi. Một khi đã nói ra rồi, tuyệt đối sẽ không rút lại được nữa. Vì vậy, trước khi muốn nói gì, nên uốn lưỡi 7 lần. Dẫu biết rằng tuổi già thì nhu cầu cần được bầu bạn tâm sự cũng như giải tỏa những khúc mắc trong lòng rất lớn. Tuy nhiên, các bạn nên nhớ rằng không phải điều gì trong cuộc sống cũng có thể tâm sự được. Khi bạn cười, cả thế giới cùng cười với bạn. Nhưng khi bạn khóc, bạn chỉ có một mình. Thế nên, để những ngày tháng cuối đời được vui vẻ an nhiên, cách tốt nhất là cha mẹ không nên tiết lộ những bí mật này cho các con của mình. Chỉ một giây buột miệng thôi cũng có thể khiến những ngày tháng cuối đời của bạn trở thành bi kịch sầu thảm của tuổi già. Sau đây là bốn điều vô cùng quan trọng mà bạn nhất định không được tiết lộ với con cháu của mình. Hãy cùng Vạn Điều Ý Nghĩa lắng nghe và chiêm nghiệm nội dung sau đây quý vị nhé. Thứ nhất, một sự lựa chọn thiên vị. Quý vị ạ, bàn tay cũng có ngón dài, ngón ngắn. Cha mẹ khó có thể đảm bảo hoàn toàn rằng mọi đứa trẻ đều được công bằng. Đặc biệt trong những gia đình đông con, lựa chọn thiên vị không phải là vấn đề quá lớn. Tuy nhiên, nếu bạn thể hiện và tiết lộ quá yêu ái, thiên vị một người con nào dễ gây mâu thuẫn giữa các anh chị em trong gia đình. Quan hệ cha mẹ, con cái cũng vì thế mà ảnh hưởng. Kính mời quý vị khán giả cùng nghe câu chuyện sau đây. Em lấy chồng đã hơn 10 năm, cuộc sống nhiều khó khăn nhưng vợ chồng đồng lòng nên cũng vượt qua. Ba mẹ chồng em là trí thức về hưu. Lúc cưới nhau, vợ chồng em vừa ra trường đi làm, em trai chồng em vừa vào đại học. Ba mẹ rất hay nói với tụi em về những nhu cầu phát sinh của em trai. Ví dụ, Tú muốn mua laptop mới, Tú muốn đi học tiếng Nhật. Và cuộc trò chuyện thường kết thúc khi chồng em nói sẽ cho Tú một số tiền
dù anh không hề dư giả. Em để ý thấy anh không muốn ba mẹ có mặt trong các dịp quan trọng. Ngày nhận bằng thạc sĩ anh cũng giấu, dù nhà chồng em rất gần nơi anh nhận bằng. Lúc anh bị tai nạn, lúc nhà xuống cấp cần tiền để sửa chữa, anh cũng không nghĩ đến ba mẹ. Em thường tự báo tin cho ba mẹ biết, nhưng phản ứng của họ cũng ngượng ngập, thường không nhiệt tình. Lúc anh tai nạn phải nhập viện, ba mẹ chỉ đến thăm như khách. Gần đây, con em bị nhiễm trùng máu, nguy hiểm đến tính mạng. Khi vợ chồng em đang sửa nhà, tụi em vừa phải lo việc ở nhà, vừa chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện. Mẹ chồng em vào thăm một lát rồi nói: "Giờ phải về giữ con cho vợ thằng Tú đi dạy." Mẹ vừa dứt lời, chồng em nhìn thẳng vào mặt bà nói: "Con xin ba mẹ đừng xuất hiện khi con đang khổ sở nữa." Tất cả đều sốc, ba mẹ ra về trong giận dữ, họ cũng không la dầy hay hỏi vì sao anh nói vậy. Đêm đó, anh tâm sự với em rằng ba mẹ không thương anh. Lúc anh 4 tuổi thì mẹ sinh Tú, ba mẹ ngủ với Tú để anh một mình nằm ở giường bên cạnh. Cùng một nhà nhưng anh lớn lên thiếu thốn như con nhà nghèo, còn Tú thì xài sang như cậu ấm. Anh điểm lại mọi biến cố trong hôn nhân của hai đứa để chứng minh cho em thấy, trong lúc anh đang khốn khổ thì ba mẹ vẫn chỉ chạy theo chăm sóc mọi nhu cầu của Tú. Anh nói anh đã chặn ba mẹ trên mọi kênh liên lạc, rằng sức anh chỉ đến đó. Em biết vết thương của chồng em rất khó để xoa dịu, nhưng em tin rằng ba mẹ cũng rất thương anh. Họ có thể đã vô tâm, nhưng cũng không đáng bị con trai đoạn tuyệt. Liệu em có thể làm gì để hàn gắn? Các bạn thấy đấy, cuối cùng những mâu thuẫn này dễ dẫn đến xích mích, rạn nứt tình cảm gia đình. Thậm chí nhiều người từ mặt người thân bởi anh em không được bố mẹ đối xử công bằng. Vì không được bố mẹ ưu tiên, một số người con sinh ra tâm lý không muốn báo đáp, phụng dưỡng cha mẹ. Những cha mẹ biết nhìn xa trông rộng sẽ cân nhắc và suy nghĩ kỹ trước khi hành động, đảm bảo không gây ảnh hưởng tiêu cực đến các thành viên trong gia đình. Thứ hai, khoản tiền tiết kiệm. Ông Long có hai người con. Khi vẫn còn sức khỏe, ông Long là chủ một cửa hàng nhỏ và giành được ít tiền. Sau này khi vợ mất, ông chỉ còn con cái là người trông cậy duy nhất. Vì thế, ông không giấu giếm chuyện gì. Có bao nhiêu tiền tiết kiệm, ông thật thà chia sẻ với các con của mình. Sau khi biết ông có nhiều tiền tiết kiệm, người con trai lớn muốn mua gì cũng tìm đến ông. Mua xe tìm đến ông, mua nhà cũng tìm đến ông. Thậm chí đến tiền học của con anh cũng xin. Nhận thấy tiền tiết kiệm đã vơi dần, ông Long đã khuyên con trai nên tự lực cánh sinh. Tuy nhiên, khi thấy bố từ chối cho tiền, người này đã phản ứng: "Bố có nhiều tiền tiết kiệm như vậy, không phải để giữ cho con tiêu sao?" Mặt khác, người con gái út tỏ ra bất bình khi thấy bố có những thiên vị cho anh cả. Tuy nhiên, một điều ông không ngờ đến là sau khi người con trai đã tiêu hết tiền của ông thì quay ra trở mặt. Không những bỏ mặc, không để ý đến ông mà còn ghét bỏ khi ông trở bệnh. Một trong những điều mà ông Long đặc biệt hối tiếc lúc này là đáng ra không nên nói hết số tiền tiết kiệm của mình cho các con. Ông luôn nghĩ rằng máu mủ tình thân là mối quan hệ không thể phá bỏ. Tuy nhiên, đối với một số người, trong mắt họ chỉ là lợi ích. Thương con, song bạn cần hiểu rằng làm gì cũng phải dựa vào chính mình. Về già bạn cũng không nên quá dựa dẫm vào con cái. Tiền tiết kiệm sẽ đem đến cho bạn cảm giác an toàn. Đây cũng là sức mạnh để bạn chống lại rủi ro và làm chủ được cuộc sống của mình. Số tiền tiết kiệm trong tay chính là thứ để bạn dựa vào và là tấm lá chắn bảo vệ giúp an nhàn tuổi già. Nếu tiết lộ toàn bộ số tiền này, bạn sẽ gặp hai tình huống. Một là những người con biết suy nghĩ
sẽ không màng đến khoản tiền đó. Song lòng người khó đoán, một phút buột miệng bạn cũng có thể khiến những ngày tháng tuổi già của mình trở nên đáng buồn như ông Long. Thứ ba, phương án phân chia tài sản. Nhiều người già sau khi làm lụng vất vả cả đời cũng sẽ để lại một ít tài sản. Khi về già, con cái cũng bắt đầu thèm muốn tài sản của người già. Mặc dù nhiều vùng nông thôn cho rằng con trai được thừa kế tài sản, nhưng về mặt pháp lý, cả con trai và con gái đều có quyền thừa kế như nhau. Chính vì điều này mà hàng năm có vô số người phải ra tòa vì vấn đề phân chia tài sản. Mời quý vị khán giả của kênh Vạn Điều Ý Nghĩa cùng lắng nghe câu chuyện sau đây. Việc gì bố mẹ cũng nhờ tôi, nhưng tài sản thì cho em út. Bố mẹ tôi làm di chúc để lại toàn bộ tài sản cho em trai út, trong khi bao nhiêu năm nay, việc khó gì trong nhà cũng nghiễm nhiên là trách nhiệm tôi phải gánh. Nhiều năm nay, tôi luôn tự hỏi, vì sao bố mẹ lại đối xử thiên vị giữa hai chị em như vậy? Bố mẹ tôi không phải người trọng nam khinh nữ, điều đó thể hiện qua cách cư xử, thể hiện quan điểm của họ. Tôi được bố mẹ đầu tư ăn học, thậm chí còn tốn kém hơn em trai. Vì tôi học tốt hơn, việc nhà cũng được phân chia hợp lý giữa hai đứa. Khoảng cách tuổi tác cũng không phải nguyên do, vì tôi chỉ hơn nó 3 tuổi. Em trai tôi học hành bình thường, lớn lên đi làm cũng làng nhàng, dù nó không phải đứa lười biếng hay vô kỷ luật. Hiện nay ở tuổi 35, nó vẫn chỉ là một nhân viên quèn an phận làm công ăn lương. Sau vài lần tập tành kinh doanh nhưng nhanh chóng thất bại, đó cũng là những lần bố mẹ tôi phải dùng tài sản tích lũy để giúp em trả nợ. Bản thân tôi hồi đó cũng bỏ ra toàn bộ tiền tiết kiệm và vay mượn thêm cho nó xử lý công nợ. Vì em trai năng lực có hạn từ trước đến nay, mọi công to việc lớn, khó khăn rắc rối, cần con cái hỗ trợ, bố mẹ đều chỉ gọi đến tôi. Tôi không bao giờ nề hà hay kém nhiệt tình những lúc bố mẹ cần mình. Tuy nhiên không tránh khỏi chạnh lòng khi cảm nhận được sự khác biệt một trời một vực về sự đòi hỏi của họ dành cho hai đứa con. Em trai tôi không bao giờ bị trách cứ nếu làm hỏng việc hay không làm nổi chuyện gì đó. Nhưng tôi chỉ cần chậm trễ hay sơ sót một chút là bố mẹ đều tỏ ra thất vọng, nhiều khi mắng mỏ bằng những lời gây tổn thương. Mới đây, qua một người quen làm dịch vụ về luật, tôi phát hiện ra bố mẹ tôi đã lập di chúc để lại toàn bộ nhà đất và số tiền vàng họ có cho em trai út. Tôi sốc, cảm giác tủi thân, oán giận, đau khổ ập đến. Không phải tôi tham lam, có ý dựa dẫm vào tiền bạc của bố mẹ hay mong chờ tài sản thừa kế. Nhưng quyết định đó cho thấy vị trí của tôi trong lòng hai đấng sinh thành. Họ không hề nghĩ đến tôi, chỉ lo lắng vun vén cho con út. Nếu như bố mẹ là người cổ hủ, coi trọng người nối hương hòa gia đình, thì tôi đã không đau lòng đến vậy. Bố mẹ tôi là người vô thần, rất nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng chết là hết. Chuyện tống táng mồ mả thờ cúng sau này ra sao không quan trọng. Con cái cứ giữ những ký ức, tình yêu dành cho bố mẹ là được. Thế nên, cách đối xử thiếu công bằng của họ chỉ có thể lý giải rằng họ không yêu thương tôi bằng em trai. Vì sao lại bất công như thế? Tôi là con gái, đáng lẽ phải lo lắng thương xót cho tôi hơn chứ? Tại sao hễ có việc thì bắt tôi gánh vác, nhưng chia tài sản thì không hề nghĩ gì đến tôi? Cứ cho là bố mẹ lo cho con út năng lực kém hơn, nhưng lẽ ra họ cũng nên để lại cho tôi chút gì, coi như là quà, là lộc của bố mẹ chứ. Sao lại gạt tôi ra rìa như vậy, mà tôi có giàu có gì đâu. Mấy ngày qua, tôi ôm sự uất ức trong lòng, cảm thấy vừa muốn xông đến nhà bố mẹ để chất vấn, vừa không muốn nhìn mặt họ. Sáng nay, bố tôi nhắn tin bảo, tối qua nhà có việc,
Kiều nhắn này thì chắc lại sắp có việc gì giao phó. Tôi đang lờ đi không trả lời. Liệu tôi có nên cáo bận không đến hoặc đến và từ chối, nói thẳng là tôi đã biết về bản di chúc bất công của họ hay không? Đối với con cái, ai cũng hy vọng cha mẹ có thể có thái độ công bằng khi giải quyết vấn đề phân chia tài sản. Tài sản là một vấn đề rất nhạy cảm. Một khi có sự không công bằng trong vấn đề tài sản cũng có thể khiến con cái bất mãn và thậm chí nó còn có thể làm tổn thương mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ. Vì vậy, nếu người già muốn tránh những tranh chấp trong gia đình, người già không nên liệt kê vấn đề phân chia tài sản ra ngoài, cố gắng giải quyết nó một cách riêng tư nhất có thể. Thứ tư, những xích mích của hai vợ chồng. Trong sinh hoạt gia đình, vợ chồng khó tránh được lúc xích mích căng thẳng. Song khi về già, bạn không nên chia sẻ quá sâu với con cái về điểm không hài lòng của người bạn đời, bởi nó có thể ảnh hưởng không tốt đến hòa khí gia đình. Sống với nhau mấy chục năm trời, cùng nhau trải qua mọi thăng trầm buồn vui trong cuộc sống, cứ nghĩ về già, tình nghĩa vợ chồng càng thêm mặn nồng, khăng khít, cuộc sống càng hạnh phúc, thuận hòa. Tuy nhiên, trên thực tế, có không ít cặp vợ chồng càng về già càng trở nên khó hòa hợp. Vợ chồng chị Quyên, 36 tuổi, hiện đang làm việc ở nước ngoài, đã chia sẻ với kênh Vạn Điều Ý Nghĩa câu chuyện về gia đình mình như sau. Chị kể rằng năm nay bố mẹ chị đã ngoài 60 tuổi rồi, mà trong nhà gần như không lúc nào yên ổn. Điều này khiến cho chị suy nghĩ rất nhiều. Bố mẹ hay cãi nhau, thậm chí đánh nhau vì những chuyện tôi chẳng muốn nghe nữa. Viết những dòng này là lúc tôi muốn bỏ mặc bố mẹ ở nhà, muốn làm gì thì làm, hoặc bố mẹ sống riêng, miễn đừng cãi nhau nữa là được. Bố mẹ tôi ở nhà làm ruộng hết ngày mùa thì bố làm thợ xây. Nhà tôi có chị lớn bị khuyết tật, anh trai trước mê cờ bạc, bố mẹ phải trả nợ cho anh mất tầm 300 triệu. Anh chị đều có gia đình riêng. Giờ bố mẹ đang ở nhà với em gái tôi đang học đại học. Theo nhận xét của tôi, bố nhu nhược, không được anh em bạn bè nể trọng. Còn mẹ thì nhanh nhẹn tháo vát, quản lý kinh tế gia đình tốt. Mọi việc lớn nhỏ đều do mẹ sắp xếp. Bố mẹ mua được 2 mảnh đất ở quê, xây được căn nhà khang trang. Tôi biết bố mẹ đã vất vả rất nhiều. Trong trí nhớ của tôi, bố mẹ có thể cãi nhau vì những chuyện không đâu vào đâu. Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra cãi vã dù đang ở ngoài đồng, ngoài đường. Bố mẹ cũng có thể chửi bới nhau. Tôi ít nói, nhiều khi nhìn bố mẹ cãi nhau mà bản thân không biết nói gì hay làm gì. Bố tôi dễ bị tác động khi nghe họ hàng nói về chuyện mẹ cầm quyền, cứ uống rượu về là bố lại chửi bới mẹ. Sau đó, bố cũng hiểu ra, nhưng mẹ lại chỉ trích lại những sai lầm lúc trẻ của bố, nào là đánh bạc, gái gú. Nhiều lần đi làm bị người ta lừa nợ tiền công không trả, mẹ hay đay nghiến chuyện cũ, những chuyện xảy ra từ rất lâu rồi mẹ vẫn nhắc với bố. Mấy năm trước, mẹ cho họ hàng vay 100 triệu rồi bị người ta lừa, bố lại mắng chửi mẹ nhiều hơn. Tôi đi làm được 2 năm, nhìn bố mẹ lúc nào cũng vì tiền mà cãi nhau, nên quyết định đi nước ngoài. Từ ngày tôi kiếm ra tiền gửi về nhà, bố mẹ đỡ vất vả hơn, nhưng không vì thế mà đỡ cãi nhau. Mỗi tháng, tôi cũng gửi về 30-40 triệu cho mẹ, vừa chi tiêu vừa gửi tiết kiệm. Bố tị nạnh với mẹ vì mẹ được chi tiêu số tiền đó. Giờ bố không đi làm nữa mà chỉ ngồi nhà nghịch điện thoại. Tôi nghĩ giờ mình kiếm được tiền, bố mẹ nghỉ ngơi cũng được. Vậy mà nhiều lần tôi gọi điện về vẫn thấy bố mẹ cãi nhau, đến mức ông bà phải xuống xin đừng cãi nữa. Ông bà già rồi chỉ mong nhà cửa êm ấm và con cái thuận hòa. Quý vị thân mến, trong sinh hoạt gia đình, vợ chồng khó tránh được lúc xích mích căng thẳng. Sau khi về già,
bạn không nên chia sẻ quá sâu với con cái về điểm không hài lòng của người bạn đời, bởi vì điều đó có thể ảnh hưởng không tốt đến hòa khí gia đình. Nếu bạn đời biết mối quan hệ vợ chồng dễ bị tổn thương, nếu con cái biết, chúng sẽ sinh ra những suy nghĩ không tốt đẹp về bố mẹ. Khi mâu thuẫn giữa cha mẹ tăng lên, dù con cái đứng về phía ai thì chúng cũng đều tổn thương. Do vậy, nếu đó là câu chuyện của hai vợ chồng, bạn nên khéo léo tìm cách giải quyết êm đẹp. Đó là cách xử lý khôn ngoan mà chỉ những người tinh tế mới có thể làm được. Theo các chuyên gia tâm lý, không phải cứ sống với nhau đến già là hạnh phúc đã tròn đầy, viên mãn. Tiến sĩ tâm lý Đinh Đoàn cho rằng, khi còn trẻ, hàng loạt nỗi lo mưu sinh, con cái, mua nhà, mua cửa đã phần nào lấn át đi các mâu thuẫn tính cách cá nhân giữa hai vợ chồng. Giờ có tuổi rồi, giàu cũng không giàu thêm nữa, không có việc gì để làm. Hai vợ chồng cứ ra bước vào bước là lại chạm mặt thì sẽ khó tránh tình trạng đôi bên ngứa mắt. Mặt khác, về hưu thường sẽ mang lại một cú sốc cho người trong cuộc, nhất là những người vốn trước đây có chức tước, bận rộn, bây giờ bỗng thấy mình trở nên vô dụng. Khi còn trẻ, tình cảm thanh xuân còn rào rạt, nhẹ thì hờn dỗi, nặng thì xung đột, mâu thuẫn thường ở bề nổi, ồn ồn, ã ã mà các cặp vợ chồng gọi là chiến tranh nóng. Khi bước vào tuổi xế chiều, bao nhiêu giận hờn khó chịu chất chứa, tích tụ theo năm tháng, đến lúc này càng ngày càng đầy ứ lên. Lúc nào cũng chỉ trực trào ra như nồi cháo sôi sùng sục. Ở tầm tuổi mà tình cảm và kinh nghiệm sống đã trải qua nhiều cung bậc trong cuộc đời, tính cách đã trầm đi, đã đằm xuống, thì mâu thuẫn của các đôi vợ chồng già lại biểu hiện theo xu hướng sâu lắng hơn, kiểu chiến tranh lạnh, nghĩa là hạn chế đối thoại với nhau để tránh xung đột. Để hạn chế những xung đột tuổi già, các chuyên gia cho rằng xã hội phải hướng tới việc tạo ra nhiều việc làm cho người lớn tuổi, tạo điều kiện cho họ tham gia vào các hoạt động của địa phương, xã hội để bớt chán và thấy mình có ích. Đồng thời, con cháu nên khuyến khích các cụ tập thể dục, tham gia câu lạc bộ thơ văn, hạn chế thời gian ngồi không. Vợ chồng già chạm mặt nhau nhiều, dễ gây ra tranh cãi. Như vậy, kênh Vạn Điều Ý Nghĩa vừa chia sẻ 4 điều mà người già nhất định phải giấu kỹ, không được nói cho ai biết, kể cả người thân thiết nhất của mình. Quý vị phải thật lưu ý những điều này trong đời sống hàng ngày, tránh sơ sẩy mà gây họa lớn quý vị nhé. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Về già, sống chung với con cháu, sợ nhất 3 điều này. Quý vị thân mến, ai rồi cũng sẽ đến lúc già đi. Tuổi già hầu hết đều giảm dần sức lực cả về thể xác lẫn tinh thần. Chân tay run rẩy, chậm chạp, mắt mờ. Bệnh tật hay tái phát, đau yếu, lúc nhớ lúc quên. Tới lúc đó ta mong chờ nhất điều gì? Có lẽ phúc đức lớn nhất dành cho những người ở tuổi xế chiều đó là được sống hạnh phúc, viên mãn đủ đầy cả về sức khỏe, tinh thần, lẫn vật chất. Con cháu đề huề ở cạnh chăm sóc hết mình. Có thể nói đây chính là sự sung sướng có hậu ở tuổi già mà bất kỳ ai cũng mong chờ. Thế nhưng, có phải cứ sống cùng con, cùng cháu thì người già sẽ hạnh phúc? Quý vị chắc hẳn cũng đã có được cho riêng mình một câu trả lời rằng ngoài yếu tố sum vầy, đông vui, còn lại thực tế người già có quá nhiều áp lực khi ở cùng con cháu. Những áp lực này có thể trở thành nỗi sợ chồng chất khi họ nặng trĩu tâm tư, không biết trò chuyện, giải bày cùng ai. Vậy người già sợ nhất điều gì? Khi sống chung với con cháu, hãy cùng Vạn Điều Ý Nghĩa lắng nghe và chiêm nghiệm nội dung sau đây quý vị nha. 1. Sống chung với con cháu, người già sợ nhất điều gì? Sau khi về hưu, người già thường rảnh rỗi vì không vướng bận công việc, con cái cũng đã lớn.
lúc này họ sẽ tưởng chủ động dọn về sống chung với con cháu để tiện cho việc giúp đỡ chăm sóc con cháu, với mong muốn gánh vác bớt áp lực. Dẫu biết ý định là tốt và không sai, nhưng việc làm này có thể đem đến kết quả không như mong muốn. Quý vị có bao giờ suy nghĩ rằng khoảng cách mới tạo nên hạnh phúc khi hai thế hệ không chung sống dưới cùng được mái nhà lại có thể giữ được mối quan hệ hòa thuận? Bởi lẽ không cùng chung một thế hệ nên có sự khác nhau về tư tưởng, suy nghĩ, lối sống. Do đó, việc sống chung có thể sẽ gây ra những mâu thuẫn, hiểu lầm không đáng có. Một khi mối quan hệ trở nên tồi tệ, cha mẹ và con cái sẽ rất khó lòng nói chuyện để bày tỏ lại tình cảm. Để có được tuổi già an nhàn thanh thản, bạn không nên can dự quá nhiều vào cuộc sống của con cháu, chứ đừng nói là sống chung dưới một mái nhà. Khi một ranh giới vô hình tồn tại, đôi khi lại giúp mối quan hệ được duy trì hài hòa, bền lâu. Có một câu nói như thế này: nhà của bố mẹ cũng là nhà của con cái, nhưng nhà của con cái không bao giờ là nhà của bố mẹ. Thay vì mệt mỏi trong nhà của con cháu, chẳng những không được con cháu biết ơn, mà ngược lại, bạn còn có thể nghe thấy những lời càm giảm trách móc. Vậy nên, để tuổi già được an nhàn, thảnh thơi, người già chỉ nên lâu lâu ghé thăm nhà con cháu trong 1-2 ngày. Giúp khi con cháu cần, chứ không nên quá can thiệp vào đời sống, quyết định của con cháu. Với những lý do để kể trên, không quá khó để nhận thấy rằng hiện nay người già thường chọn ở riêng, không chọn sống cùng con cháu. Câu chuyện minh chứng cho điều này: ở cùng với con cái tốt thôi, có gì nó lo cho. Bà Son luôn nghĩ như vậy, nên khi con trai mời mẹ lên Hà Nội ở cùng con cháu, bà vui vẻ nhận lời. Sau 2 năm dịch bệnh, các cháu đã đến trường trở lại, giúp việc cũng không phải thuê nữa. Con trai và con dâu hứa rằng mỗi năm mẹ ở vài tháng với chúng con, rồi lại về quê với họ hàng, làng xóm cho thay đổi không khí. Con cái nó hiếu thảo là điều hạnh phúc, không có hiếu thì ít thôi, số đấy không phải nhiều, bà Son nói. Được sống cùng con cháu, bà Son vui lên rất nhiều. Cả nhà 4 người, con trai, con dâu và 2 cháu nội, cứ 7 giờ sáng là ra khỏi nhà. Bà Son một mình với căn nhà chung cư tầng 8 rộng 75m². Ưu điểm là ít gặp nhau nên cũng chẳng có va chạm gì. Chỉ khác là ở nhà của con, nhưng chính bà phải giữ kẽ với con. Giữ kẽ là khi mình muốn tham gia ý kiến gì đó, nhưng sợ con nó lại không ưng. Mình già sống khác với bọn trẻ. Ví dụ mình muốn ăn uống ở nhà cho đỡ tốn kém, nhưng bọn trẻ nó lại thích ăn nhà hàng cơ. Những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, bà Son gói ghém lại, lâu dần thành những tâm tư khó chia sẻ với chính người trong nhà. Bà Son từng thấy mình lạc lõng ở bàn ăn của những nhà hàng ăn nhanh trên con phố sầm uất ở Hà Nội. Bọn trẻ vui đùa như được tham dự lễ hội, con trai và con dâu thì phải theo sát đám nhỏ. Bà tập ăn gà rán, uống một ngụm nước có ga theo gợi ý của con trai. Bà muốn tự nấu ăn cơm rau và muối vừng thôi cũng được. Cô đơn là kẻ thù của người già. Ông Ngọc ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cũng chọn sống với con cái từ khi về hưu. Người giàu còn có tiền thuê giúp việc, chứ mình thì thuê sao được, ông Ngọc nói với phóng viên. Ở tuổi 75, ông Ngọc không còn tham gia công tác ở phường nữa. Các cháu cũng đã lớn và không còn chờ ông nắm tay đưa đi chơi công viên. Từ khi bà mất, sự cô lẻ lại nhân lên gấp bội. Các con bận rộn với công việc, ít có thời gian trò chuyện, kết nối với bố mẹ. Con cháu cũng nhiều loại, xã hội phức tạp. Nhiều đứa sống đối xử với bố mẹ không ra gì. Xã hội mỗi người một hoàn cảnh, ông Ngọc nói khi đang đi dạo trong công viên. Ông từng phản đối ai đó muốn đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão. Chẳng gì bằng ngôi nhà thân quen của mình và những người thân. Còn giờ đây, ông lại nghĩ, có tiền thì vào viện dưỡng lão vẫn hơn.
mong con đối xử công bằng với bố mẹ. Các chuyên gia nghiên cứu đã chỉ ra rằng cha mẹ luôn hết lòng vì con cái, nhưng khi họ đến tuổi xế chiều lại rất khó nhận được sự chia sẻ bầu bạn từ các con. Do vậy, những người già thường nảy sinh cảm giác bị vứt bỏ, lãng quên khi ở xa con cái. Nhưng khi ở gần, cả hai hoặc ba thế hệ lại không dễ tìm được sự giao kết, người già lại tự tủi thân. Trải qua nửa năm sống ở Hà Nội với gia đình con trai, bà Son tính chuyện sẽ về nhà. Thứ nhất là vì nhà chật chội, đó là cái quan trọng. Thứ hai là ở riêng cũng có cái tiện là mình không ảnh hưởng đến bọn trẻ. Bà Son dự định sẽ nói lý do đó với gia đình con trai để về quê trước Tết Dương lịch năm nay. Bà đã chuẩn bị cho mình một khoản tiền để sau này khi không thể đi lại được nữa, trông cậy vào con cháu, nhưng cũng đỡ một phần gánh nặng tài chính. Ông Ngọc vẫn thường đi bộ một mình ở công viên, thi thoảng nhặt vỏ kem, vỏ kẹo để bỏ vào thùng. Ngày còn trẻ, ông bà vẫn thường dẫn con ra công viên chơi. Cái thời khó khăn đến đây là một phần thường, khi con được phiếu bé ngoan hay có thành tích nào đó. Giờ đây, chẳng có phần thường nào cả mà ngày nào ông cũng đi bộ ở công viên, vừa luyện tập sức khỏe, vừa cho đỡ buồn. Chỉ mong con cái đối xử công bằng với bố mẹ, ông Ngọc nói với phóng viên trước khi ra cổng trả vé xe để trở về. Thật ra, họ rất muốn nói với con cái, mong con có thể ở bên mình nhiều hơn, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Vì họ thấy, cho dù nói ra rồi, nhiều khi con cái cũng khó có thể đáp ứng, bởi các con cũng như mình ngày trẻ, bận học, bận làm để phấn đấu sự nghiệp. Bà Son nói, vậy là họ giấu ở trong lòng. 2. Tại sao cha mẹ càng về già lại càng dè chừng trước mặt con cái? Sự thật khiến ai cũng phải rơi nước mắt. Có bao giờ quý vị thắc mắc vì sao cha mẹ càng ngày lại càng ít nói, càng ngày càng dè dặt? Có một phân đoạn nổi tiếng trong bộ phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Người con trai sau khi kết hôn liền muốn cắt đứt quan hệ với người nhà. Anh ta nói rằng, tất cả thành quả ngày hôm nay đều do một mình tôi cố gắng vất vả làm nên. Cái nhà này không giúp đỡ được gì cho tôi cả. Người con trai này là một bác sĩ, vì thấy nhiều người dù có năng lực kém hơn mình, nhưng nhờ có bố mẹ hậu thuẫn nên được thăng tiến nhanh chóng. Trong khi cha anh ta chỉ là một người bán mì, không thể giúp đỡ gì cho con cái. Vì vậy, anh này luôn trách móc cha mình, chỉ biết hỏi anh ta đói không mà không thể giúp gì cho sự nghiệp của anh này. Sau khi nghe những lời trách móc của con trai, người cha thấy áy náy đến nỗi khóc không thành tiếng, cúi mái đầu bạc trắng xin lỗi vì đã để con trai tủi thân. Thay vì mắng con trai bất hiếu, người cha lại cảm thấy áy náy vì sự bất lực của bản thân. Tình cảnh này thật khiến người khác xót xa. Con cái chỉ biết trách móc cha mẹ không thể cho mình điều kiện tốt như nhà người ta. Nhưng đứa con đâu biết được rằng chỉ có một số ít cha mẹ mới có thể cho con cái ăn sung mặc sướng. Còn đa số cha mẹ đều là những người bình thường, làm những công việc bình thường. Họ đều đã cố gắng hết sức để cho con cái những điều kiện tốt nhất mà họ có. Đương nhiên, cha mẹ cũng sẽ có lúc phạm sai lầm. Đôi khi cha mẹ quá nghiêm khắc, quá cổ hủ, quá bận rộn mà ít quan tâm đến con cái. Nhưng trên đời này có ai là người hoàn hảo? Khi cha mẹ yêu thương con cái hiếu thảo là lẽ đương nhiên. Khi cha mẹ yêu thương con cái không đúng cách, con cái vẫn hiếu thảo, đó mới là đức tính chân chính của con cái. Đối xử tốt với cha mẹ chính là một bài học làm người mà ai cũng phải học. Trong chương trình Bạn Gái Của Tôi, nam diễn viên Cao Á Lân từng chia sẻ: cha mẹ là bức tường ngăn cách giữa chúng ta và tử thần. Khi cha mẹ còn sống, dù chúng ta 30 tuổi hay 60 tuổi, vẫn sẽ cảm thấy mình vẫn cách rất xa lưỡi hái tử thần. Nhưng khi cha mẹ đi rồi,
chúng ta đều sẽ cảm thấy bản thân thật sự chỉ có một mình. Cha mẹ cho sinh ra và nuôi lớn ta nhưng lại không thể cùng ta đi đến cuối cuộc đời. Đây là nỗi buồn lớn nhất của cuộc đời. Đến một ngày khi bạn gọi điện cho bố mẹ nhưng đầu dây bên kia không có ai trả lời. Chỉ khi đó bạn mới cảm nhận được sự hạnh phúc khi ai đó cằn nhằn, ai đó trách móc bạn khi bạn làm sai. Nếu bạn đã chờ đợi cả đêm trước phòng mổ cấp cứu của bệnh viện, nếu bạn đã dự lễ tang người thân, bạn bè, nếu bạn cảm nhận được sự mong manh của cuộc sống khi đối mặt với những bất trắc, bạn mới cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của cha mẹ và gia đình. Dù hiện tại con cái có địa vị cao sang hay giàu có đến đâu, cũng đừng bao giờ nóng nảy hay trách móc cha mẹ. Bởi bố mẹ không có khả năng, có thể là vì họ đã cho bạn tất cả khả năng của mình rồi. Quý vị ạ, trong cuộc sống, chữ hiếu luôn được đặt lên hàng đầu. Để cha mẹ an lòng, hãy chú ý 4 điều này. 1. Hãy để cha mẹ thấy họ vẫn còn có ích. Quá trình lớn lên của con cái cũng là quá trình già đi của cha mẹ. Khi già đi, người ta không sợ cô đơn mà sợ bản thân trở nên vô dụng. Vậy nên, thi thoảng hãy nhờ cha mẹ làm giúp mình một việc gì đó, nhưng đừng để cha mẹ phải tốn tiền hay phải làm bảo mẫu cho trẻ, mà hãy để cha mẹ cảm thấy bản thân thực sự vẫn còn giá trị. Hãy nhờ cha mẹ giải quyết những việc nho nhỏ mà vẫn ý nghĩa, như nhờ cha mẹ nấu một món ăn ngon hay sắp xếp lại quần áo của em bé. 2. Cố gắng ở bên cha mẹ thật nhiều. Một cuộc khảo sát đã công bố khi được hỏi chuyện cha mẹ lo lắng nhất mỗi dịp nghỉ lễ là gì. Câu trả lời đầu tiên chính là cha mẹ sợ con cái không thể về ăn Tết. Còn khi được hỏi về câu trả lời mà cha mẹ sợ nghe nhất, câu trả lời đầu tiên chính là con không về được. Hai câu hỏi nhưng câu trả lời đều chung một đáp án. Đối với cha mẹ, món quà tuyệt vời nhất không phải tiền bạc, vật chất mà là chính là sự có mặt của con cái. Vậy nên hãy về nhà thăm cha mẹ bất cứ khi nào có thể và gọi điện thường xuyên để cha mẹ luôn cảm thấy vui vẻ. 3. Hãy sống thật tốt. Có một câu nói nổi tiếng, tình yêu lớn nhất với người thân chính là hãy sống tốt cuộc sống của mình và đừng gây rắc rối khiến người thân lo lắng. Trên thực tế, mọi quyết định của chúng ta đều khiến cha mẹ quan tâm. Vậy nên, cách thể hiện tình yêu tốt nhất với cha mẹ là hãy sống thật tốt và đừng làm cha mẹ lo lắng vì mình. 4. Đừng nóng giận trước mặt cha mẹ. Con biết rồi, đừng nói nữa. Chuyện này mẹ đừng can thiệp vào. Nói mãi rồi mà mẹ vẫn chưa hiểu, mẹ đừng hỏi nữa. Ở trước mặt cha mẹ, đừng nóng giận, đừng mất bình tĩnh, đừng đóng sập cửa rồi bỏ đi. Khi ở cùng với cha mẹ, hãy vui vẻ, đừng nóng giận và đừng để cha mẹ trở nên dè chừng trước mặt chúng ta. Vì vậy, xin đừng ghét cha mẹ dài dòng, đừng than rằng cha mẹ không hiểu gì, đừng trách cha mẹ chậm chạp, bởi những gì tốt nhất cha mẹ đều đã cho con cái cả rồi. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tuổi xế chiều hơn nhau ở việc giữ một thứ này, có được ắt yên ổn. Người xưa có câu, không quan trọng ta kiếm được bao nhiêu tiền, quan trọng là ta tiết kiệm được bao nhiêu. Thế nhưng trên thực tế, không phải ai cũng hiểu được chân lý này. Nhiều người có thói quen sống hưởng thụ, không nghĩ tới những khó khăn khổ sở sau này nếu như trong túi không còn tiền. Vì thế, họ rơi vào cảnh túng thiếu khi sức lao động suy giảm. Có lẽ đó cũng là câu chuyện của bác Hồng, năm 54 tuổi. Chỉ khi đã ở ngưỡng trung niên, bác Hồng mới nhận ra tầm quan trọng của việc tiết kiệm tiền. Trước tuổi 50, bác Hồng làm công việc kinh doanh giày dép. Sau 12 năm buôn bán, ăn nên làm ra, người phụ nữ này cũng đủ tiền lo cho con cái ăn học đàng hoàng.
Chồng bác Hồng là một thuyền viên, ông làm việc tự do nên không có lương hưu, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Tuy nhiên bác Hồng không đặt nặng vấn đề này, bác vẫn luôn nghĩ rằng thu nhập hồi còn trẻ đủ để cuộc sống về già dư giả, hạnh phúc. Tuy nhiên, người phụ nữ này lại mơ mộng một cuộc sống nghỉ hưu sớm. Những ngày mở quán, dù nhiều khách tới ủng hộ và quán làm ăn phát đạt, nhưng bác Hồng luôn mong tới ngày mình 50 tuổi để nghỉ hưu. Bác quyết định chỉ làm việc tới 50 tuổi và dành khoảng thời gian còn lại để làm mọi điều mình thích, nghỉ ngơi và dưỡng già. Và quả thật, từ khi bước sang tuổi 50, bác Hồng đã không còn kinh doanh nữa. Thay vào đó, bác ở nhà tận hưởng cuộc sống nhàn hạ, tự do tự tại. Lúc này cả chồng và các con đều khuyên bác Hồng nhận những công việc đơn giản và vừa sức để làm. Thứ nhất, việc này mang lại thu nhập giúp bác không phải sống phụ thuộc vào ai. Thứ hai, khi làm việc vận động, con người ta sẽ khỏe khoắn, linh hoạt hơn. Nếu chỉ quanh quẩn ở nhà mãi, sức khỏe bác Hồng chắc chắn cũng suy giảm. Tuy nhiên, người phụ nữ này lại rất tức giận khi nghe lời khuyên của chồng con. Bác chỉ nghĩ rằng, sau nhiều năm vất vả, đây là lúc bác nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống. Thế mà lại bị chồng con phản đối. Tình cờ một hôm khi đang xem TV, bác Hồng nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ hỏi bác có rảnh không? Nếu rảnh thì qua nhà chơi. Đang lúc rảnh rỗi, bác Hồng nhận lời qua thăm nhà bạn cũ. Đi theo địa chỉ ghi sẵn, tới nơi bác Hồng choáng váng vì căn hộ của người bạn này ở khu toàn người giàu có. Lúc này bạn thân bác Hồng mới tiết lộ, đây là căn hộ vợ chồng tôi mua riêng cho con cái. Ai dè nhà trai có sẵn nhà nên chúng tôi sống ở đây luôn. Nghe xong, bác Hồng hết sức bất ngờ. Bác bèn hỏi, thế căn nhà cũ của vợ chồng bạn thì sao? Hai người bán nó để mua căn hộ này nhỉ? Người bạn đáp, chúng tôi không bán, tôi để cho thuê rồi. Còn tiền mua căn hộ cho con gái là từ tiền tích góp của hai vợ chồng. Chúng tôi làm ngày làm đêm để dồn tiền mua nhà cho các con. Lúc này bác Hồng hơi chột dạ, người bạn còn nói thêm, tôi chỉ có một con gái nên đã lo xong xuôi cho con, giờ tận hưởng tuổi già thôi. Còn bạn có đến hai đứa con, một trai một gái, bạn đã chuẩn bị chút vốn liếng để tổ chức đám cưới và hỗ trợ các con khi lập gia đình chưa? Nói tới đây, quả thật bác Hồng không thể nói gì. Trước nay người phụ nữ này chưa hề nghĩ tới, chỉ cho rằng sau này con trai kết hôn sẽ sống chung với mình nên cũng không lo lắng gì. Tới khi con trai kết hôn, người phụ nữ 50 tuổi cũng không còn tiền tiết kiệm để lo chu toàn công việc cho con. Toàn bộ tiền tổ chức đám cưới, lễ vật gửi cho nhà gái đều do con trai bác Hồng lo toan. Sau khi con kết hôn, bác Hồng cũng không có chút vốn hỗ trợ con để phát triển sự nghiệp. Nghĩ tới đây, bác Hồng nhận ra mình chưa làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Vì không có tiền tiết kiệm nên bác cũng chẳng thể nào hỗ trợ con về mặt tài chính, dù con trai cũng không dư giả giàu có gì. Trong khi đó, con gái út của bác Hồng cũng đã chuẩn bị tính tới chuyện kết hôn. Bác vẫn chỉ nghĩ tới việc mình nghỉ làm và tận hưởng tuổi già, không tính tới chi phí tổ chức đám cưới của con. Trước khi gặp người bạn cũ và nghe người này tâm sự, bác Hồng không hề nhận ra mình đã vô tâm, trong khi bạn mình hết lòng dốc sức vì con. Chưa kể bác Hồng đã nghỉ việc từ lâu, không có thu nhập đều đặn như trước. Thậm chí sau này ốm đau bệnh tật, bác cũng không thể tự lo cho mình, có khi lại dựa dẫm vào con cái. Lúc này người phụ nữ 54 tuổi lo sợ và hối hận, sợ một ngày sẽ trở thành gánh nặng cho các con. Nhìn người bạn cũ nhờ nỗ lực làm việc mà nay có hai căn nhà, con gái cũng có cuộc sống ổn định, bác Hồng hối hận. Người phụ nữ này cũng nhận ra sự khác biệt giữa người có tiền và người rỗng túi khi tuổi già chuẩn bị ập tới. Trong khi người bạn cũ chẳng lo lắng về tài chính thì bác Hồng lại chẳng có gì trong tay. Càng có tuổi, chúng ta càng cần tiết kiệm tiền để phòng thân. Khi không còn sức khỏe để làm việc,
tốt nhất mỗi người phải có một chút tiền tiết kiệm để lo toan cuộc sống. Khi giữ được tiền, cuộc sống trung niên xế chiều của chúng ta ắt sẽ yên ổn hơn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kênh Vạn Điều Ý Nghĩa xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.